Đây vào Khánh ạ. Đấy, sướng chưa nhỉ? Mua thuốc ngoài này mình ăn còn đủ, đủ cảm giác người nó khỏe hơn, hơn khỏe à? Ăn ăn cơm ngon hơn. Đấy, xong ngủ, ngủ ngọt hơn anh em ạ. Theo tiểu bác anh ạ. Mới đây anh em ạ. Thầy con sử dụng ở đây nhỉ. Mời em à. Được không, mùi vị thế nào bác ạ? Ôi anh em ạ. Ôi, miếng mỡ quá rồi anh em ạ. À. Mời anh em nhá. Ngon. Trắng gì hay sao nhỉ? Đấy. Mỡ ghém với đu đủ là nhất rồi anh em ạ. Đúng rồi. Ngon. Tiếp tục đi. Ngon. Ăn kiểu này cho ngợi bác anh ạ. Rất sướng người. Rồi mời anh em nhá. Sướng không bác ạ? Muốn. Bùi nhá. Nhảy bùi. Mềm mềm. Mềm không? Ăn nó sướng rồi hả? Sướng không? Ngập. Dạ. Hạt xanh không ngon mấy.